Chào mọi người, thì mọi người lại gặp mình rồi ha. Thì mình đang ở có mặt ở Sài Gòn nha mọi người. Thì mình đã lên Sài Gòn từ chủ nhật tuần trước rồi mọi người. Thì đáng lẽ hôm nay á mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái địa điểm khác ở Sài Gòn, nhưng mà có một cái đứa em á, nó nói với mình á, là ở Sài Gòn cũng có một cái nơi này rất là đẹp anh, thì anh đi thử xem. Thì hôm nay mình đi cái nơi này thử xem nha mọi người. Thì đây là gọi là công viên văn hóa lịch sử dân tộc á, ở quận 9 ha. Ở trong đây nó cũng có cái đền tưởng niệm các vua Hùng á. Thì mọi người theo chân mình ha, đi xem thử trong công viên này, ở trong đây nó có gì nha mọi người. Đây là đền tưởng niệm các vua Hùng nè mọi người. Đây là cái từ cổng chính đi vào nè, rất là rộng ha. Cái phía cổng chính này mình đi rất là rộng luôn nè. Thì hôm nay trời cũng mát mát mọi người á. Thì mấy nay Sài Gòn á, thì mình có mưa á, mà sáng nay thì trời rất là mát nè, nó cũng không phải quá nắng cho lắm, cũng có mây mây nè, cho nên rất là hôm nay trời rất là ủng hộ mình ha. Lối vào rất là lớn luôn nè mọi người. Đây là đền tưởng niệm các vua Hùng ha, giống nó gần giống như đền Hùng ở ngoài Phú Thọ mọi người. Đây nè, cái cổng này nó bằng đá rất là lớn luôn. Giờ này mình đi thì cũng vắng này ha. Thì phía hai bên của cái cổng á, nó có cả hai cái tượng này, giống như hai người lính ngày xưa, người gác cổng ngày xưa mọi người. Đây là cái đền tưởng niệm cái vua Hùng ha, gọi là nhìn rất là lớn, rất là nguy nga luôn. Ở đây là người cái bức tượng người lính ngày xưa nè. Phía sau có một cái cây như cái diều mọi người, cái búa, mặc áo giáp nè, nhìn rất uy nghiêm ha. Ở dưới là mang cái đôi giày nè, hình đôi giày nè. Mình đi vào bên trong xem mọi người. Đây là cái lối vào nè mọi người, lối vào cái đền Hùng nè, có rất nhiều bậc thang nè ha. Đây nè, mình biết hôm nay là sẽ lội bộ rất là nhiều mọi người. Trước khi đi mình có xem thử chỗ này, thấy cái đường vào cái đền Hùng á, nó rất là gọi là rất là xa ha, và nhiều bậc thang. Tại vì cái đền Hùng này á, cái đền Hùng ở quận 9 này á, thì nó nằm ở trên một ngọn đồi ha mọi người, cao khoảng mấy trăm mét á. Đây nè, thì hai bên chỗ này nè là trồng trồng tre ha mọi người. Đó, cái thân màu vàng ha, nhìn rất là đẹp luôn nè. Đó, nhìn xa xa họ giống như những cây mía mọi người. Đó, có một loại gọi là dưới quê người ta hay trồng gọi là mía tây mọi người, nó có màu vàng vàng kiểu vậy nè. Hai bên là hai hàng tre ha, và có mấy cái cây bông giấy màu đỏ nè mọi người, giống ở nhà mình á, giống như ở nhà mình quay cho mọi người xem á, ở chỗ chùa Sum Rong mọi người. Nhìn lối vào rất là rộng luôn nè, rộng rãi, rộng quá rộng luôn. Thì vua Hùng á, thì tổng cộng có 18 vị vua Hùng ha mọi người. Thì theo truyền thuyết ngày xưa là Lạc Long Quân và Âu Cơ thì sinh ra là tới
100 người ha, 100 người thì xuống biển, 100 người thì lên núi ha. Thì 100 người lên núi cai quản đất đai mọi người, người ta xưng là vua Hùng ha mọi người. Bậc thang cũng rất là rộng luôn nè. Phía xa xa à, ở trên cái chỗ cái bậc thang này á là nó có mấy cái người ta giống mấy cái này là cái đây, giống cái lu ngày xưa, cái lu đựng nước ngày xưa, mấy cái chum, cái vại đựng đựng nước luôn nè mọi người, đựng nước là mấy cái chum, cái vại nhỏ nhỏ kiểu này nè, thì vại này cũng lớn á, những cái vại nhỏ nhỏ kiểu này mọi người hay xem phim kiếm hiệp á, nó có dạng mấy cái vò hay là cái chum, cái vải, cái này kiểu này là để đựng rượu mọi người. Gần đến chỗ mà cái đền thờ nè mọi người, đây là cái vẫn là cái lối vào nữa ha. Thì chỗ này á, cái đoạn đường này á thì nó có một cái lối nhỏ chính giữa ha mọi người, đây nè, hai bên cũng có hai lối rất là to ha, nhưng mà cái lối không có lối giữa, lối ở giữa nè, cái giữa nhỏ nhỏ. Thì chỗ này chụp ảnh rất đẹp mọi người, mình nghĩ vậy á, tại vì hai bên của nó là mọi người thấy không, có hai cái đây nè, hai bên nè là cây ha, cái dàn dây nó bò mọi người nhìn xanh một mảng luôn, rất là đẹp. Rồi xa xa là những cái cây bonsai người ta trồng trong chậu nè đó, còn xa xa nữa nè, chỗ này nè mọi người. Đó, mọi người thấy cái lá cờ Việt Nam không? Đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Chỗ này chụp hình rất đẹp á mọi người. Nè, rồi đây là những cái con bướm bướm nó đang bay nè, đây nè, đây nè. Đó. Ở chỗ này thì cũng bớt nghe tiếng xe nha mọi người. Vậy nó cũng ở trong xa xa cái chỗ mà xa lộ Hà Nội á, cho nên nó cũng bớt tiếng xe. Con đường này vào cũng mát ha, vì hai bên nó cũng có trồng những cái hàng tre nè, tre màu vàng nè đó. Xa xa là mọi người thấy được cái dòng chữ là đền tưởng niệm các vua Hùng rồi đó, thì đến chút mình đi lên đó cho mọi người xem ha. Còn đây là đền tưởng niệm các vua Hùng lúc nãy nè mọi người, ở đây có một cái có một cái dòng chữ nè, để mình để lại gần cho mọi người xem ha. Nè đây nè mọi người, có cái dòng chữ nè, cái này của Bác Hồ ghi ha mọi người, và các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Cái này lúc nhỏ mình đã có đọc qua rồi nha mọi người, vẫn nhớ tới bây giờ luôn. Cái này của Bác Hồ viết nha mọi người. Để mình đi đi lên phía trên đây nè, mình đi lên phía trên đây cho mọi người xem ha. Đây là mấy bậc thang để đi lên mọi người. Mình biết là ngày hôm nay sẽ đi nhiều mà. Nếu mọi người đi vào đây, mọi người nên chuẩn bị đừng có mang giày cao gót ha, chuẩn bị một đôi giày đi mọi người, tại vì đường vào cũng xa. Trên đây mình không thấy ai luôn. Cái khuôn viên trên đây cũng rất đẹp nha mọi người. Đây là những cái cây hương tuế gì nè mọi người, mình không nhớ tên chính xác, có mấy cây trồng phía đây nè, rất là đẹp ha. Còn ở đây có một cái lư nè để thắp nhang nè mọi người, cái lư này chắc bằng đồng mọi người.
Còn đây là cái kiến trúc của cái đền đền tưởng niệm này, đền tưởng niệm cái vua Hùng này mọi người. Đây nè, được xây bằng đá ha. Bằng đá mọi người thấy nè. Mình mới nghe ai ăn nhậu gì đó. Vô vô đó mọi người. Ở đây nó có mấy một cái lối nhỏ nhỏ để đi lên. Ở đây chắc lối để đi nè, cái lối chỗ này, cái cửa chỗ này chắc để đi tham quan mọi người. À, ở phía dưới là người ta đang tổ chức cái cuộc thi vậy mọi người, kiểm tra vậy. Còn ở đây là cái gọi là cái đường lên sân vọng mọi người, chắc để ngắm cảnh toàn cái khuôn viên này mọi người. Đây nè, để mình đang đứng trên tầng này mình cho mọi người xem phía dưới nè. Đó. Phía đây là cái khuôn viên nè ha, người ta đang trồng rất là nhiều cây luôn nè. Đó. Ở đây là ở phía dưới nè. Ok, để mình đi lên sân vọng cho mọi người xem thử ha. Thì đây là sân vọng nè mọi người. Trời, trên đây rất đẹp luôn mọi người. Phải nói trên đây là cái view rất là đẹp luôn nè. Phía đây là cái lá cờ lúc nãy nè. Để mình đi một vòng cái sân vọng cho mọi người xem ha. Rất là đẹp luôn. Đó, chỗ này nè, mọi người thấy không? Phía xa xa chỗ này nè. Đó, cái đó là chùa Bửu Long mọi người. À, trong cái mấy video trước mình có quay á. Đó, ngôi chùa màu, nó màu vàng vàng ha, cái đỉnh á rất là cao luôn. Tại vì chùa Bửu Long nó cũng nằm trên một cái ngọn đồi nha mọi người. Cái sân vọng này rất là đẹp luôn nha, trời rất là rộng luôn mọi người. Mát, mát vô cùng luôn. Phía bên đây là cái phía hướng về trung tâm Sài Gòn mình nè. Đó. Phía xa xa là mọi người thấy cái tòa Landmark 81 á. Mà dạng như mây rồi bụi nó nhiều mọi người, nó che. Mọi người thấy chỉ thấy mờ mờ thôi nha. Cái sân vọng này nó rất rộng luôn mọi người, cái sân thượng giống như cái này gọi là sân thượng luôn á. Đây nè. Chỗ này là cái rồi. Đây nè mọi người, đây nè, đây là cái lối vào lúc nãy mình đi cho mọi người xem nè. Đó. Phía khu vực bên đây á, là đường vào quận 1 nè, trung tâm Sài Gòn nè mọi người. Có cái tòa Landmark 81 á. Để mình đi vòng phía bên đây cho mọi người xem. Phía bên đây là hướng bên xa lộ Hà Nội nha mọi người. Chỗ này nè. Chỗ mình đang đi ra nè. Không có một, không có ai lên trên cái sân vọng luôn nha mọi người. Có một anh mà một mình trên đây à. Thì tại chỗ này cũng xa trung tâm Sài Gòn nên cũng ít người ghé chụp ảnh mọi người. Cũng mình đi xem nhiều mà mình còn không biết nơi này nữa mà. Chỉ có đứa em nó nói mình mới biết á. Thật sự là rất đẹp luôn, cái sân vọng này rất là đẹp luôn. Khu vực này là xa lộ Hà Nội nè mọi người. Ở đây nè. Chỗ mọi người thấy chiếc xe đang chạy nè, có mấy chiếc xe đang chạy. Ở dưới đây nè, đây nè, chỗ mấy chiếc xe đang chạy là xa lộ Hà Nội. Còn ở đây nó có mấy cái trụ cột nè. Nó có mấy kiểu hao văn kiểu ngày xưa mọi người. Để mình đi một vòng cho mọi người xem ha, cái sân vọng đây. Rồi mình đi vào ở đây ha, ở đây là chỗ cái đền tưởng niệm nè. Cái khu vực chính ở đây luôn á, à, cái nó là nó mọi người, là cái đền tưởng niệm nè. Có rất là nhiều trụ đá ha. Và mình thấy ở dưới trụ đá này nè, chỗ này nè, cũng có cái đèn mọi người. Này anh nghĩ mình nghĩ là người ta sẽ thắp sáng ban đêm á.
Còn ở phía ở trong này nè, phía trong cái đường này, đường mình đi á, thì là có một cái thảm cỏ nè ha, cũng rất là xanh, rất là đẹp luôn. Mình thấy ở chỗ xa xa này mọi người, có một cái giống như một ngọn đồi vậy mọi người. Mà trên ngọn đồi đó anh mình thấy nó có xây công trình gì á, không biết là nhà hay là chùa mọi người, hay là cái công trình vậy mọi người. Để trở về mình lên mạng mình xem thử ha, coi nó là gì thì mình sẽ đi thử cho mọi người xem ha. Xa xa nè mọi người, rất là đặc biệt ha, nằm trên một cái ngọn đồi mọi người, rất là cao luôn á. Nghĩ chỗ đó là nhìn rất là đẹp luôn á, nhìn cái view của Sài Gòn thì sẽ rất là đẹp luôn á. Để mình sẽ tra thử ha, đi nếu được thì mình sẽ đi cho mọi người xem ha. Ok, mình sẽ đi tiếp phía bên khu vực bên đây mọi người. Nãy giờ mình đi mới có chưa dắt một vòng nữa. Cái sân vọng này nó rất là gọc luôn mọi người. Đúng là lên đây mình cũng không phải tranh giành đứng xếp hàng chờ đợi để chụp hình nữa mọi người. Trên đây thì tại không có ai hết á, tại cũng xa. Nhưng mà mình nghĩ chỗ này chụp hình rất là đẹp luôn á. Cuối tuần này rảnh gỏi nè, mọi người có thể đi thử ha. Phía bên đây là phía bên mặt sông Đồng Nai đó mọi người. Phía bên đây nè. Phía chỗ này nè, đây nè. Mọi người thấy chỗ mà trắng 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 trắng, chỗ đó chỗ sông Đồng Nai mọi người. Một vòng của cái sân vọng vừa rộng mà vừa đẹp đó nha mọi người. Thì ở trên cái sân vọng này á, tại vì nè mọi người xin cái mặt của nó nè, cái mặt cái đường đi á, thì nó bị cái đá nó bị đóng gông á mọi người, cho nên lúc mà mọi người đi trời mưa thì mọi người cẩn thận tí ha, chừng bị té. Còn mình đi thì nó khô rồi, trời nắng nè nó khô rồi, cho nên không sao nha mọi người. Thì đi chờ mưa thì mọi người chú ý một tí. Bên phía sông Đồng Nai nè, mặt bên sông Đồng Nai nè mọi người. Mọi người thấy xa xa là có rất là nhiều cái container rồi cần cẩu á, chỗ cái sông Đồng Nai người ta dỡ hàng xuống mọi người, dỡ những container xuống á, rất là nhiều luôn ha. Phía bên đây nè, chỗ này nè mọi người, chỗ mình cái tay mình chỉ nè, có một kho container luôn mọi người, rất là nhiều luôn ha. Còn phía này là phía chùa Bửu Long mình nói nè. Xa xa là mọi người thấy những cái chung cư á, người ta đang xây dựng á. Ok, để mình đi vô cái gọi là cái trung tâm của cái sân vọng nha mọi người, chỗ cái đền á, đền chính giữa chỗ cái sân vọng á, cho mọi người xem thử ha. Còn ở đây là cái chỗ này mọi người, đây nè, chỗ này nè. Cái chỗ mà cái nhà màu đỏ đỏ này mọi người, đây là trung tâm của cái sân vọng này mọi người. Nó được bao quanh bởi một cái vòng tròn nè. Đây nè. Cái chỗ này thì nó rất là cao, người ta sợ mình cái bức tường này nè, tường đá này rất là cao ha, cao ngang vai mình luôn á mọi người, vì người ta sợ là mình trèo quá. Đây nè, đây là trung tâm nè, chỗ cái đền tưởng niệm này nè. Thì ở phía bên dưới á, để mình quay cho mọi người xem thấy, ở phía bên dưới đây nè, nó là cái trống đồng nha mọi người. Đây nè, nó là có một cái trống đồng chính giữa ha. Để thì một chút mình đi xuống dưới cho mọi người xem ha. Mọi người có thể thấy hai bờ xung quanh của cái này là một cái vòng tròn ha, bao quanh nè. Cái này mà mọi người đứng đường trên cao nhìn xuống thì sẽ rất là đẹp ha. Thì mình kết thúc cái hành trình hôm nay ở đây luôn mọi người ơi. Thì mọi người nhớ đăng ký và nhấn chuông để đón xem tiếp những video của mình nha mọi người. Xin chào mọi người.